Bay rồi. Hôm nay là 10 giờ nào của ngày 29 tháng 9. Lâu đài thì nào tới. Đây, vừa đầu cho quay phim. Hả? Anh biết nếu như cậu đi, cậu đi người ta nói. Đẹp nữa. Đấy như kiểu, wow, đẹp quá em, nhờ. Để quay vào đây, thì quay lại bất ngờ, đẹp quá. Ok, vị đẹp. Đi tiếp đây. Chụp quá. Vành quá. Quay đấy. Đi đi. Nhìn cho họ chụp kìa.
Thử ơi, để ba lên một chút kia. Coi cẩn thận nha. Quay cam sao? Cái này bị lắc quá đặc biệt nhỉ? Vợ mua.